Hôm nay nói về Maya xíu nha quý vị. Là đúng ra Ly không muốn nói. Nhận cô cho Ly chào tổng cả nhà mình ha. Đúng ra Ly không muốn nói tại vì rất nhiều người rất nhiều người giục Ly nói, mà Ly đã nói với mọi người từ lâu rồi là con mổ này á là an ninh đã đưa nó vào tầm ngắm rồi, thì cũng như là thằng Dũng Dũng qua đó quý vị, không phải là bắt liền mà phải chừng nào mà có đủ chứng cứ để bắt, để chúng bọn nước ngoài nó không lấy cớ là mình không có nhân quyền đó. Nhưng mà tại vì á hôm nay Ly cãi nhau với lại chị một chị ở ngoài Hà Nội, chị Hà Vũ á, chị vẫn ca ngợi con mẹ này và một số nữa, cho nên chị Ly phải lên nói một lần. À đây thì Ly đọc cho quý vị nghe, đây là những cái comment mà nó comment chung, tức là nó bình luận chung với cái nhóm, tức là Ly nói sao vậy nè. Ly biết lâu rồi là ma sơ vui vẻ, ma dơ, Ly không gọi ma sơ nhé. Ly biết, Ly chào bác Nguyễn Mạnh Cường. Ly biết con mẹ ma dơ này là đồng bọn của thằng Hiếu Nghiện, thằng người buôn gió. Tóm lại nó là người của Việt Tân, nó luôn là hợp tác chặt chẽ với Dũng Vova này, thằng Hiếu Nghiện này, con Huỳnh Thục Vy này. Và không phải bây giờ mà nó quý vị phải hiểu là nó nói trên cái kênh tiếng dân, mà kênh tiếng dân là kênh chửi nhà nước mình ra rả trước đây của một thằng ở một mà giờ cái thằng nó không thấy nữa đó. Thì bây giờ nó nói vậy thì quý vị nghĩ coi, nó gọi gọi là cái chính là chưa, đây là lời của con mẹ Mai Dơ nhá, cái chính là chưa ai dám nói làm thế, cái vong ông trong lăng kia sẽ như thế nào, nó đánh bốn bốn dấu chấm hỏi. Rồi một cái nữa, thằng Dũng vo ve hỏi nói vậy nè, hơn 15 ngàn cơ mà. Thằng Dũng vo ve mới hỏi nó là hơn 15 ngàn cơ mà, chắc là 15 ngàn đô á. Thì cái con mẹ ma dơ nó nói vậy quý vị, nó nói là Lê Dũng vo va, đây là đơn xin về anh, còn toàn thể số dư xin lại là khác à. Tức là đơn xin về một ấy rồi cái mà nó công bố ra khác nha quý vị. Một cái bình luận nữa mà nó nói đó là gì, thành công nhất trong vụ Đồng Tâm, quý vị nhớ nhé, những ai mà bênh vực cho Lê Đình Kình á thì để quý vị đều biết rõ mặt mũi đó ha. Nó bảo nè, thành công nhất của vụ Đồng Tâm là mua xăng đốt tham nhũng, quý vị nhớ không, thành công nhất của vụ Đồng Tâm là mua xăng đốt tham nhũng. Chờ Ly xíu, Ly sẽ cho quý vị coi cái này. Quý vị nhìn đây nè, quý vị nhìn đó, nhìn được rõ không? Cái hình này lần đầu tiên Ly đưa lên mạng nè, như quý vị nhớ nhé, đến giờ này nói tới là Ly vẫn không 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 kìm được cảm xúc. Quý vị nhìn thấy nè, quý vị nhìn thấy nhé. Đó, cái hình này Ly lần đầu tiên Ly đưa lên, bởi vì là cái hình này là thực sự là Ly không muốn đưa lên bởi vì rất là đau lòng. Đây là một trong ba chiến sĩ của chúng ta bị chúng nó giết một cách dã man như vậy nè. Ly chưa một lần, và trong đó có một em là cảnh sát, là em đó là con mồ côi và là cháu đích tôn nha quý vị. Mà bởi vậy Ly nói đến là Ly rất là căm phẫn. Và mà trong khi đó con mẹ Ma Dơ nó nói vậy nè, thành công nhất của vụ Đồng Tâm là mua xăng đốt tham nhũng, quý vị nhớ nhé. Nó đổ xuống mấy lít xăng trước khi nó làm cái vụ này, nó cũng kêu gọi giống như con mẹ Ma Dơ. Và sau đấy cái ông Hiểu kia đó, ông lên ông tuyên bố là nếu không ấy mấy phút nữa là chúng tôi sẽ cho nổ hết các cái trạm biến thế, và chúng tôi đã chuẩn bị bao nhiêu bình xăng, bao nhiêu bình 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 ga rồi cái gì gì đó. Thì bây giờ con mẹ Mai Dơ nó bình luận như vậy, quý vị thấy là cũng mới năm ngoái ha, thành công nhất của vụ Đồng Tâm là mua xăng đốt tham nhũng. Thì quý vị thấy đó là ba chiến sĩ, mọi mất mát đều có ý nghĩa, ồ lá la yêu nông dân quá. Như quý vị thấy là những cái người nông dân, tức là nhóm thảo khấu Lê Đình Kình, những người dân tham đó đó, họ
Họ giết hại ba chiến sĩ một cách tàn bạo như vậy, và với con mẹ ma dơ này là nó rất là yêu những người nông dân ở ở Đồng Tâm đó. Ly nói như vậy một vài cái comment để rồi đi vào cái vấn đề là vậy. Ly hôm trước có một cái clip mà bây giờ Ly cho đi rồi, mới cho chiều nay cho kênh Giải Độc Chính Trị. Ở trên kênh Ly là 26.000 lượt xem rồi, nhưng mà hôm trước Ly đã là làm một clip Ly nói cái vụ mà nó chửi thầy Nhật Từ á. Thì quý vị phải hiểu nó chẳng có thù oán gì thầy Nhật Từ hết. Nhưng mà vì nó làm việc cho Việt Tân, mà Việt Tân thì người có nhà thờ. Nó muốn đánh vào giáo hội Phật giáo, cho nên nó cứ bao nhiêu người ở Việt Nam, đến nỗi vợ chồng ông Dũng Lò Vôi là người thiệt mất mát nhiều, người ta có lên tiếng thì người ta lên tiếng, còn chưa một ông lãnh đạo nào ở trên nước Việt Nam lên tiếng về ông Yên, mà nó cứ xoáy vào để nó nói thầy Nhật Từ, nó buộc tội thầy Nhật Từ. Thì ở đây quý vị phải hiểu, không phải nó thù án gì thầy Nhật Từ, không phải nó tốt đẹp gì, nó đang làm việc thay cho cái đạo Giê-xu để đánh phá Phật giáo thôi. Thế thôi, bây giờ Ly mới nói vậy. Đó là cái mà vụ Đồng Tâm. Tiếp theo cái vụ mà mới hôm cách đây mấy tháng mà ta cô lập, ta phong tỏa cái Hải Dương, quý vị nhớ không, mới đây ha. Thì nó cũng có lên, nó lên nó chửi nhà nước ta, nó kích động dân rằng là nhà nước ta nhốt dân lại và nhà nước ta lập lại, bắt chước Vũ Hán để làm lại cái phiên bản 2 của Vũ Hán. Rồi nó kích thích, nó nói nó kích động, rồi nó nói là chống Việt Nam chống dịch dở và Việt Nam thua Mỹ, thua Ấn Độ, trong khi Mỹ và Ấn Độ bây giờ kê cao gối ngủ rồi. Thì Ấn Độ quý vị thấy mới cách đây khoảng tháng, hơn tháng là chết một ngày trung bình 4 thằng quả đen. Quý vị nhớ nhé, đó là cái clip Ly muốn ôn lại một xíu để cho quý vị thấy cái vụ này. Có nhiều người ở trên vì cuồng nó quá cho nên mới nói vậy. Cái vụ mà ma sơ bị mời đến Phan Đăng Lưu thì cô ấy đã giải thích rồi. Quý vị nhớ nhé, tại sao Ly đặt cái tựa là chị chào Sơn Anh, mà biết sao Sơn Anh chỉ có một đứa em chị rất là thương là nó tên Sơn Anh, cho nên chị hồi đầu không biết là Sơn Anh lớn tuổi hay bé, mà chị cứ thấy Sơn Anh là chị cứ tưởng tượng đến đứa em chị, cho nên thấy thân thiết. Quay lại nhé, thì cái con mẹ này tại sao Ly đặt cái tựa là ma dơ hèn nhát, là tại vì rất nhiều cái clip của nó bây giờ nó đem nó gỡ xuống hết quý vị. Nếu nó mà không sợ tại sao nó gỡ xuống. Thực ra này nè quý vị, nó không sợ an ninh mình đâu, nó không sợ bởi vì nó xác định là nó vì tiền nó sẽ đối lại đâu, nhưng mà nó không muốn để những người dân kém hiểu biết thấy được những cái clip đó thì hết tin nó, hết ủng hộ nó thì nó sẽ mất đi cái tiền YouTube. Và cái quan trọng hơn nữa nè quý vị nhớ nè, cách mạng màu, cách mạng đường phố ở các nước quý vị thấy rồi. Bây giờ người ta không làm cách mạng bằng vũ khí nữa, người ta làm cách mạng bằng những cái cuộc biểu tình. Mà những cuộc biểu tình muốn thành công thì phải thu hút được đông người. Muốn thu hút được đông người phải có một cái người có tiếng nói mà giống như được nhiều người ủng hộ. Cho nên nó xóa đi những cái clip đó để cho những người mà trước đây không biết bộ mặt của nó vẫn đu theo nó, vẫn ủng hộ nó và cho rằng là nó là người yêu nước, để đi theo ủng hộ nó. Và đến một lúc nào đấy nó cần, ví dụ nó cần, và tại sao nó lại làm như vậy thì để Ly phân tích. Đây là một cái clip mà năm 2018 nó kêu gọi ở Phan Thiết quý vị. Nó làm gì cho Ly miêu tả một lúc, vì Ly đưa lên hôm trước, chị đưa lên cái bài hát của cô anh thơ cái là Ly bị báo cáo rửa chừng, cho nên bây giờ muốn đưa lên nhưng mà Ly thì không diễn đạt được như con này. Nhưng mà Ly xin mà bà con vào đây, đồng bào vào đây, nó hai cái tay nó cứ múa vậy mà nó la hết cái gần cổ này, nó kêu đồng bào vào đây, đồng bào vào ngay, ok 35 người rồi, 35 người rồi, 38 người rồi, chỉ cần 50 người nữa, chỉ cần 50 người là Thu Hương sẽ làm một cái, nó làm y như một con điên quý vị, nó đúng là một con điên hết, gọi là hết chỗ, hết hết cỡ luôn. Tức là nó kêu
gọi mọi người vào cái diễn đàn của nó, chỉ cần 50 người là Thu Hương sẽ lên và công bố lên một cái nói kia, và nó kêu gọi ở đây vì không thể đưa được lên làm chứng cho nên Ly chịu khó ngồi ghi ra đây, mời quý vị nghe rồi Ly sẽ phân tích từng đoạn một. Nó nói như nè, các bạn có nghe không, tiếng gào thét của đồng bào Phan Thiết đang đứng trước Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, đang ở đó đang biểu tình ôn hòa, đang chịu những đòn roi nhưng dứt khoát kêu gọi biểu tình ôn hòa. Quý vị nhớ cái đợt đó họ tràn vào, họ đập phá ủy ban, rồi họ đốt xe của cảnh sát, rồi có người thậm chí họ bê cả tảng đá 35 kg ném vào đầu cán bộ chiến sĩ, quý vị nhớ không? Và bắt khống chế các chiến sĩ của chúng ta phải cởi đồ leo, cởi đồ cơ động leo ra ngoài. Ly vẫn nhớ là có một cái bạn đó, bạn ấy coi sang bạn nói là em coi chúng nó giống như kiểu chúng nó ép những chiến sĩ của ta phải cởi đồ ra, mà em khóc ứa nước mắt, em tức ứa nước mắt. Mà đến khi nhà nước ta vẫn gọi là nhân nhượng, vì nhà nước ta không phải sợ, quý vị phải hiểu nhé, nhà nước ta không muốn đàn áp, lý do là những người dân ở đấy chỉ là những người dân thiếu hiểu biết, bị cái bọn nó giật dây lợi dụng, còn cái bọn đầu sỏ nó đứng nó núp chứ nó đâu ra đâu quý vị. Thì sau đó ta nhớ là đưa lính của triều đình vào thì ta mới dẹp được, và sau đó là hốt rất là nhiều. Ly nhớ nhầm là riêng ở cái khu vực Bình Thuận là 70-80 người bị bắt đó, mà có cái thằng mà nó bê nguyên tảng đá 30-40 kg thì 30-mấy kg nó ném là sao đấy, khóc lóc mếu máo đó quý vị nhớ vậy. Nhưng mà miệng con mẹ này nó rất là lươn lẹo. Ly nói quý vị nghe nhé, cho Ly cắt ngang một đoạn này chưa vô đây nói, có một người của Ly á, họ ở gần nhà con Mai con này, em đó kể cho Ly nghe như vậy thì quý vị hiểu nhé. Nói chị ơi, con này nó gian manh ghê gớm, nó nói là nó đi làm từ thiện, nó đi trao quà cho cô giáo đâu bên quận 12, mà khi em đến thì thấy nó giao ngay trước ngõ nhà nó, mà nó nói là nó live stream, nó nói là nó đang đi giao quà bên quận 12, mà khi em thấy nó nói, em thấy nó live vậy em nói ủa cái này sao quen quen, thì nó mới đến, tại vì nhà gần nhau thì nó đến thì nó thấy con ma dơ này đang phát quà cho những người hàng xóm ở trước cửa nhà, tức là nhà nó tồi tàn, nó không phát trong nhà mà nó đem ra trước cửa để nó phát, và nó nói nó live stream, nó nói nó đang phát ở bên quận 12. Cái điều tiếp theo nữa, một cái live stream nữa là nó nói là có một vụ tai nạn giao thông mà ở ngay nhà nhà nó mà bị hút ở nhà đang xây dở mà hút sập nhà, mà cái người của Ly đến đó cũng không thấy có ngôi nhà nào bị sập hết, mà không hề có vụ tai nạn nào hết, chứng tỏ cái con này nó cực kỳ lươn lẹo để nó lấy tiền của những người mà cuồng nó quý vị. Đó là điều nhờ ấy. Cái nữa là cái người của Ly nói vậy nè, khi vô trong nhà nó là nhà nó suốt ngày đóng cửa, suốt ngày nhà nó đóng cửa, mà đó là nhà cấp 4 có cái gác, nhưng mà vì không phải là vô chơi nha, người của Ly phải vô chơi mà có công việc. Thì khi vô đó thì là trong nhà nó là chỉ ngồi trong nhà bấm trên điện thoại thôi, tức là nó ăn rồi đó, nó con mẹ con gì là đồng đội gì đồng đảng gì là ngồi là chát chít làm việc ở trên điện thoại với các cái tổ chức cá nhân ở nước ngoài. Đó là Ly nói vậy ha. Cái nữa quay lại nè, nó nói vậy xong thì bây giờ quay lại cái clip mà Ly ghi ra. Nó nói vậy nè, đồng bào đang ở đó biểu tình ôn hòa, đang chịu những đòn roi nhưng dứt khoát kêu gọi biểu tình ôn hòa, nhưng tôi đưa ra một nước cờ cho nhà nước Việt Nam. Quý vị thấy ngông chưa, một con mẹ mà quý vị phải hiểu như này, không hiểu nó lấy tiền đâu nó mua nhà, còn trước đây là nó là con thì bị xương thủy tinh, nó phải đi thuê nhà, nay chuyển nhà chỗ này mai chuyển nhà chỗ khác, rất là khổ mà tới nỗi là nó là cách đây 20 năm là được tivi đưa lên không phải ca ngợi gì mà đưa lên vì cái hoàn cảnh của mẹ con nó, hoàn cảnh của mẹ con nó để người ta đưa lên trên tivi, người ta nói đó,
mà cuối cùng đi thuê nhà hết, chuyển nhà hết chỗ này chỗ khác, mà tự nhiên bây giờ về mua được nhà ở Đông Thạnh và sống anh hội đi công tác về, ghê quá à, công tác này không biết công tác gì. Xong bây giờ nó nói tiếp quý vị, nó đưa ra cho nhà nước Việt Nam một nước cờ cho Quốc hội bù nhìn Việt Nam nha, nó gọi Quốc hội bù nhìn Việt Nam cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu không chỉ sáng mai các ông sẽ biết thế nào là đối diện với một lòng dân yêu nước. Ok, nó quý vị nhớ nhé, nó bảo là nếu không á, nó bảo nó đưa ra một nước cờ cho Quốc hội bù nhìn Việt Nam, nó gọi Quốc hội của Việt Nam là bù nhìn. Rồi Đảng Cộng sản Việt Nam nếu không nghe theo cái nước cờ của nó thì sáng mai, tức là cái sáng mà đợt ở ngoài Bình Thuận á, sáng mai sẽ biết thế nào là đối diện với một lòng yêu nước. À, mà quý vị nhớ nhé, lúc đó ta bắt được rất nhiều từ, chúng nó kêu gọi tổng biểu tình từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Thuận. Mà cái vụ biểu tình này không phải người trong nước nha quý vị. Quý vị nhớ thằng Trương Hữu Lộc không? Thằng Trương Hữu Lộc trước ngày đó là nó nói là lần này Trương Hữu Lộc sẽ gì gì đó, nếu không Trương Hữu Lộc sẽ làm con chó, rồi xong là Trương Hữu Lộc có thằng em về rồi là sẽ mua bánh mì nước uống vân vân đi. Thì quý vị nhớ là thằng em của Trương Hữu Lộc nói chính là thằng Michael, thằng phải thằng gì mà bị ra chặn xe cảnh sát mà bị người dân đập để khiêng như con heo đó quý vị nhắc cho Ly cái gì Nguyễn á đó. Đó thằng đó, rồi tiếp tục là thằng Michael, Phương Minh Nguyễn, Văn Văn thì đều chúng nó đều tổng biểu tình từ trong nước đến hải ngoại như vậy. Con này á là nó là được Việt Tân chọn để làm người lãnh đạo cách mạng màu ở trong nước, quý vị nhớ nha. Tiếp theo nó nói nè, rồi nếu không thì Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội bù nhìn Việt Nam ngày mai sẽ biết thế nào là đối diện với một lòng yêu nước. À, rồi bây giờ mày làm cái gì con ma dơ kia hả? Ha, yêu nước kiểu mày, có yêu nước của mày tao cũng sợ luôn á, bữa nay không thèm bà với gì nữa hết, bữa nay con này phải chơi bài ngửa với nó luôn. Một cái con này mà nó, con này nó rất là nguy hiểm nha quý vị. Tiếp theo nó nói nè, một thứ nữa nhá, là tuyệt đối mày không được dùng từ đồng bào nhá, mày không được dùng từ chúng tôi nha, mày đồng bào là có tao trong đó nha, đúng không quý vị? Mày chỉ được phép là mày gọi là mày xưng mày, chứ mày không được phép dùng dùng cái từ là đồng bào nhá. Mày dùng từ đồng bào là mày mày tiếm quyền nhá, mày hỗn. Nó ghi nè, chúng ta không hề bị kích động, chúng ta hãy tiến lên, chúng ta hãy tìm lại tiếng nói của mình, chúng ta hãy tìm lại phẩm chất của mình. Quý vị thấy chưa? Có nghĩa là nó quý vị thấy ngôn từ của nó có khác gì ngôn từ của mấy cái bọn ấy không? Nó bây giờ nó phải tìm lại tiếng nói của nó. Bao nhiêu năm nay nó ra rà, chỉ có mọi người không biết thôi. Mà bây giờ nó bảo nó tìm lại tiếng nói, rồi tìm lại phẩm chất của một con mẹ, gọi là bán danh dự, bán phẩm chất, bán cả lương tri cả sĩ diện, chỉ vì vài cái đồng tiền của cái bọn dơ bẩn ở hải ngoại. Cái phẩm chất của mày tao nhổ toẹt vào con ma dơ kia. Rồi tiếp theo nó nói nhờ quý vị, không thể sống nhục mà không thể sống hèn được nữa nha quý vị nha. Chúng ta phải làm được một việc gì dù là nhỏ nhất, rồi khi chúng ta còn tồn tại chúng ta không gì phải sợ. Tức là nó, quý vị nhớ hôm trước đằng sau lưng nó có một cái thật ác, mà bây giờ là mất rồi, bây giờ nó dẹp rồi. Mới hôm nay một cái clip mà nó nói là nó đang tìm cái vé đi Mỹ, mà cái clip đấy Ly đã đưa về trên Facebook của Ly rồi. Thế mà mới chiều nay Ly mở lên thì nó nổi lên dòng chữ là cái người chủ này đã gỡ cái clip đó rồi. Tức là nó cứ đi xóa dấu vết quý vị nhé. Một cái clip nó nói rõ ràng là tao đang tìm cái vé đi Mỹ. À,
mà ngày hôm qua vẫn còn, sáng nay vẫn còn, mà chiều nay Ly mở ra để Ly lấy thêm thông tin thì là nó xóa mất tiêu rồi. Giờ mở lên trên kênh của Ly, là trên cái Facebook của Ly, là nó nổi lên dòng chữ là chủ của cái đó là đã gỡ đi rồi. Đúng rồi, đúng rồi Quang Lê, đúng rồi bác Quang Lê, nó kêu gọi về cái đợt mà đợt cách đây 1-2 năm rồi nha quý vị. Có một cái clip của con ma dơ này, nó kêu gọi những cái người bà, những tên bà que ở bên Úc nha, là hãy chặt tay chặt chân của chị Ly Sa Vũ rồi đuổi về Việt Nam nhá quý vị. Thấy nếu mà đâu phải một mình thầy Nhật Từ đó, mà cái chị Ly Sa Vũ ở bên bên Úc, cái chị ấy là cất lên tiếng nói yêu nước người Việt, mà người Việt chân chính, ai cũng ủng hộ chị, ai cũng yêu quý chị, bởi vì chị ấy sống ở Úc là một cái rất là nhiều cái bọn chống cộng. Chị là một người phụ nữ sống xa quê hương mà chị đi lên, chị bỏ thời gian công sức lên, chị nói lên tiếng nói yêu nước. Mà con mẹ ma dơ này nó kêu gọi những thằng ba que ở bên Úc nha, là cắt chân cắt tay chị Ly Sa Vũ và đuổi về Việt Nam nhá quý vị. Nhớ cái đó nha, là tìm không lại cái clip, nhờ cái bác vừa rồi nhắc Ly mới nhớ. Là cái này là rất nhiều người biết chứ không phải mình Ly biết. À, quý vị cũng tin hỏi chị Ly Sa Vũ á, nó kêu gọi rất nhiều, nó kêu gọi những thằng ba que, giống như bây giờ chúng nó đang kêu gọi những người bên Úc mà tìm cái em giật cờ đó, tìm em Dương Sĩ Thịnh gì đó. Tiếp tục nó nói nè quý vị thấy này, chúng ta không thể sống nhục và không thể sống hèn được nữa, chúng ta phải làm được, phải làm, nó ta nói chưa làm nhé, chúng ta phải làm một việc gì dù là nhỏ nhất. Khi chúng ta còn tồn tại, chúng ta không có gì phải sợ, chúng ta không có gì phải cần nữa. Nếu mai đây có chết một thân thôi cũng không nghĩa địa gì nha. Nên nó nói 5 người nữa tôi sẽ tường thuật. Su ơi, lấy giúp mẹ cái chai, chai ấy ở trong cái chai thuốc trong tủ lạnh con. Nó kêu gọi y như con điên đi, chỉ mới nói cái là đi là khản giọng rồi, mà cái giọng nó công nhận tốt thiệt. Nó kêu gọi là chỉ cần 5 người vô nữa, tròn 50 người trên cái like của nó, tại vì cái hồi đó ít người biết nó lắm, cho nên gào 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 thét mà chỉ được 50 người. Cho Ly xin lỗi xíu nhé quý vị. Cái nó bảo chỉ cần 5 người nữa thì nó sẽ tường thuật tình hình Việt Nam. Mà nó ngồi tại bãi rác Đông Thạnh mà nó nói y như là nó có hai mắt ở đằng sau sau đập đầu á. Quay lại vấn đề hồi nãy quý vị, có một đoạn này Ly quên. Nó nói nè, nó ngồi tại bãi rác Đông Thạnh mà nó la hét, nó kêu gọi mọi người là không việc gì phải sợ. Rồi chúng ta không có gì phải sợ nữa. Cái câu này quý vị biết nó nói giống ai không? Nó nói y chang cái thằng giáo Hòn. Thằng giáo Hòn nó đi kích động người dân đứng dậy lật đổ một chính quyền nào đó, nó luôn bảo con chiên đừng sợ, nó luôn đưa tay dạy đừng sợ. Nhưng mà cái chính cái thằng giáo Hòn thì là ngồi ở trong xe chống đạn á, không, chỉ ló một cái đầu ra, có khi ngồi hẳn trong đó, chỉ giơ cái tay qua cái kiếng rồi là nhắc nhở con chiên đừng sợ đừng sợ. À, để cho con chiên lật đổ cái chính quyền nào đó nó muốn, nhưng mà nó đi một bước thì cũng leo lên xe bọc thép để ngồi. Cái con mẹ ma dơ này y xì nhá thằng giáo Hòn đó quý vị nhớ nhé. Tiếp theo nó nói này, không cần giấy tờ, chỉ bằng một trái tim và sự thật của nó nhé. Sự thật của nó là xuyên tạc bịa đặt, lấy một xíu sự thật và nó làm cho rối tinh mù lên với những người kém hiểu biết, với những người nhận thức kém. Không cần giấy tờ, chỉ cần một trái tim và sự thật. Đồng bào hãy vào hôm nay, không thèm hoa và nhạc. Ok, đúng 50 người. Tôi là Nguyễn Thị Thu Hương. Bây giờ nó 50 người bắt đầu nó nói này. Tôi là Nguyễn Thị Thu Hương ở bãi rác Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vì nồng nhiệt tình và thấy không còn lòng tin vào hệ thống như loa phường, loa xã và 700 tờ báo của tuyên giáo đã im lặng trước tình hình của Tổ quốc, im lặng trước tình hình của đồng bào tôi. Nên tôi mở ra tiếng dân. Nó cái quý vị nhớ là cái kênh có tên là kênh tiếng dân.
Nên thôi cái kênh tiếng dân giống phải bây giờ kênh nó mới mở kênh Ma Sơ sau này. Hồi xưa là nó nói đến kênh tiếng dân là một kênh chuyên chửi chính quyền, chửi thẳng luôn, không có né tránh, không có giấu giếm. Rồi tôi mở lên kênh, tôi mở ra tiếng dân ngay tại đây, tại bãi rác này, nơi đồng bào của tôi, tại cái nơi bẩn thỉu nhất, khó khăn nhất. Nhưng chúng tôi không quên rằng chúng tôi là người Việt, chúng tôi đang sống trên đất Việt. Thưa các bạn, từ đoạn này quý vị đấy này. Thưa các bạn, từ năm 1945 đến giờ, sau khi lời kêu gọi cướp chính quyền từ nhà nước Trần Trọng Kim của ông cụ Hồ Chí Minh. Quý vị nhớ đoạn này nè. Nhà nước này lúc này Bác Hồ kêu gọi là thời cơ ngàn năm có một. Nha, lúc này ta cướp chính quyền từ tay ai? Nhưng mà nó lươn lẹo ở cái khúc này để cho người ta thấy là giống như bọn quả đen nó vẫn ra rả là chính quyền thằng thằng quả đen Nguyễn Văn Khải ở bên nước ngoài nó nói là chính quyền cộng sản là chính quyền cướp, đảng cộng sản là đảng cướp. Thằng Nam Heo thì nó bảo là Trang Thanh Niên Công Giáo thì nó bảo là từ ngày đảng cướp được chính quyền thì ông Hồ, nó không rõ ông Hồ, thì cái đảng trưởng của cái đảng cướp này được tôn lên là lãnh tụ trong lòng của đảng cướp. Đó, quý vị nhớ nhé. Còn con này nó dùng cái từ là thưa các bạn, từ năm 1945 đến giờ, sau khi lời kêu gọi cướp chính quyền từ nhà nước Trần Trọng Kim của ông cụ Hồ Chí Minh, chúng ta đã có một đất nước Việt Nam và chúng ta đã trải qua rất nhiều giông tố. Quý vị nhớ nha. Cái khúc này ngồi phân tích, nếu quý vị mà chịu nghe phân tích thì quý vị sẽ thấy. Đầu tiên là năm 1945 nước ta như thế nào quý vị biết? Giặc đói, giặc ngoại xâm, giặc nội xâm sâu xé đến nỗi trong sách quý vị đều biết là gì, được ví là tình hình là nghìn cân treo sợi tóc ha. Nhưng mà cái nghìn cân treo sợi tóc là còn sau nữa, trước đó là gì? Nước ta là bị Pháp xâm lược. Pháp xâm lược, Pháp nói là Pháp đến để khai phá văn minh cho người An Nam, Pháp đến để làm bảo hộ cho người Việt Nam. Nhưng mà khi Nhật nhảy vào, Pháp không bảo hộ được mà ngược lại, Pháp lại phải đáp ứng những gì Nhật yêu cầu, và chỉ người dân Việt Nam lúc này phải chịu một cổ hai trọng. Quý vị nhớ, chính phủ Trần Trọng Kim là chính phủ bù nhìn, mà chứng minh cái chính phủ bù nhìn chính bác Võ Đông Cung là một người lính ngụy, một người sĩ quan ngụy. Bác cũng đã nói rồi, ngụy là gì? Bởi vì chính phủ Trần Trọng Kim, một chính phủ muốn hợp pháp, hợp lý nó phải có cái tối đa là gì? Phải có quốc hội, phải có tài chính. Nhưng mà chính phủ Trần Trọng Kim là ăn nhận lương từ người Nhật, người Nhật trả lương, kể cả ông Bảo Đại, kể cả ông Trần Trọng Kim đều được lãnh lương từ Nhật. Vậy có phải là chính phủ của Trần Trọng Kim không? Lúc này Bác Hồ thấy Nhật bị dính hai trái bom nguyên tử, và lúc này Nhật đang chờ để được đầu hàng vô điều kiện. Thì bây giờ đang trong cái thời kỳ, cái này Ly cũng đã nói rồi, trong cái thời kỳ mà giống như đang vô chính phủ như vậy, nhân cái cơ hội đấy, Bác Hồ bệnh, Bác Giác cũng gấp rút lắm rồi, tình hình gấp lắm rồi, lúc này phải tiến về Hà Nội để mà cướp giành chính quyền lại, bởi vì nếu không là có tội với dân với nước. Cho nên ta mới cướp được chính quyền từ tay người Nhật chứ không phải là người Pháp nha quý vị, mà cũng không phải là của chính phủ Trần Trọng Kim. Đây là cái phần mà lươn lẹo con ma dơ này nó dùng để nó lừa bịp những người thiếu hiểu biết. Tiếp theo nó nói một câu như vậy, chúng ta đã trải qua rất nhiều giông tố. Quý vị nhớ giông tố gì? Cái này nó lại tiếp tục nó đưa lên để nó làm cho cái người dân thiếu hiểu biết nghĩ rằng là, quý vị nhớ, người ta nói gì, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Và người ta nói là Việt Nam từ những cái chiến thắng, thứ nhất là cái chiến thắng 7 ngày 7 tháng 5 năm 1954, và tiếp theo là 30 tháng 4 năm 75, thì Việt Nam mới thực sự có tên trên bản đồ thế giới.
và người Việt Nam mới được ngẩng cao đầu. Cái câu này kể cả những người sĩ quan lính Việt Nam Cộng Hòa bây giờ họ vẫn nói điều đó, họ vẫn công nhận điều đấy. Nếu không có những cái ngày như vậy thì Việt Nam đã mất nước rồi. Không biết là sâu xé đến mức độ nào rồi, chia năm xẻ bảy cũng nên. Nhưng mà nó nhằm phủ nhận, nó nhắm đến là chính là Bác Hồ. Tại vì nó biết Bác Hồ được mọi, nếu nó đụng vào Bác Hồ thì nó sẽ không được sự ủng hộ. Chứ mà nó thực tế nó muốn gửi đến một cái thông điệp là do Bác Hồ ha. Nó nói chúng ta đã trải qua rất nhiều giông tố. Quý vị thấy giông tố gì? Trước năm, quý vị nhớ là trước năm 1954 đi ha. Nước ta có bao nhiêu đất đai ở tập trung vào tay địa chủ cường hào ác bá, những cái kẻ mà có ít nhiều liên lạc liên hệ đến thực dân Pháp. Rồi người dân Việt Nam chết đói như nào, sách vở viết đầy ra rồi. Chúng nó bắt Việt Nam phải phá lúa trồng đay, rồi bắt người có những câu thơ như cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bùng beo, vân vân. Nói chung cái ở trong những tác phẩm văn học của Nam Cao, của Chí Phèo vân vân đều thấy rồi, vợ chồng A Phủ quý vị cũng thấy, và lịch sử của trong nước lẫn nước ngoài người ta viết đều thấy hết rồi. Thế thì bây giờ Bác Hồ là một người mà quý vị thấy đúng ra là khi mà Nhật hất cẳng Pháp ra đó, thì nhà nước ta Bác Hồ đã được gọi là phe đồng minh của Mỹ để cùng chống lại phe phát xít. Chính vì vậy mới một nhóm con nai nhảy, tiền thân của CIA nhảy xuống Việt Minh, để nhảy xuống Điện Biên Phủ để Việt Bắc để huấn luyện cho những cái người lính tiền thân của quân đội bây giờ. Và sau đấy thì Bác Hồ gửi một lá thư cho Tổng thống Mỹ để yêu cầu trả lại độc lập cho nước ta, nhưng mà rồi bị làm ngơ. Và cuối cùng chính ta phải vùng lên giành lại độc lập cho ta. Đó là một cái sự thắng lợi mà người dân Việt Nam gọi là cởi được cái xiềng xích, nhưng mà nó cố gắng để nó phủ nhận hết công lao của Bác Hồ, của những người cộng sản, của những người yêu nước. Rồi bây giờ nó muốn leo lên để nó tranh cái quyền khi mà người ta cực khổ. Hỏi quý vị coi, những bác lãnh đạo bây giờ, những bác như bác Trọng người ta cũng vào tù ra tội chứ đâu phải khơi khơi người ta lên làm lãnh đạo đâu. Nhưng mà bây giờ nó gọi nguyên cái Quốc hội nước Việt Nam là bù nhìn. Vậy nó là cái đứa, nói như ông gì cái kênh Vũ Quang ấy, nói trên Duy Nguyễn ấy, không nói nhiều. Không một người yêu nước nào lại đi gọi nhà nước Quốc hội Việt Nam là bù nhìn. Đó. Chỉ có cái giọng điệu của bọn ba que phản động nó mới dùng từ đó.